Em cần phúc khảo lại. Số lượng của em đã đủ rồi. Nhưng mà Khả Như đâm một cái bao thải trong đó. Nhưng không có thải. Hồi nãy Nam Anh bỏ vô một cái rồi. Trời đất ơi. Bắt đầu. Trời ơi, mới vô là rớt rồi. Hai, đúng. Thời gian bắt đầu. Cái chừng nó bị méo quá nha, xéo vòng vòng quá anh. Chưa nha, chưa nha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vô. Nhẹ thôi, tinh khôi thôi. Cố lên anh em ơi. 19, 18. Chúng ta có sức mạnh đoàn kết. Được phụ không anh, được phụ không anh? Phụ, đi lên phụ. Thôi sáng lên phụ đi. Đây nè, trời đi ơi, 8 lên. Triệu bạc. 8 triệu á. 2, 1, hết giờ. Nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi, đúng rồi, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Trời đất ơi. Cho về liền, cho về liền. Đúng giải rồi. Giải nó về. Về liền. Giải nó về liền. Bỏ nhẹ nhẹ vô. Em được bỏ chung không? Anh hai nhẹ cái đúng không? Vậy một cái nha, thôi. Em một cái nha. Em đi phải để bạn tự làm nha. Bạn rồi. Chỉ được giúp tới đó thôi. Rồi anh để bên trong, để bên trong, ngay bên trong một cái, một bình thôi, một bình là đủ rồi đúng không? Một bình nữa thôi, một bình đó, một bình nữa thôi. À đủ, một bình đủ rồi, đủ. Tại nãy Nam Anh bỏ vô một cái rồi. Họ đã buông ngày giây thứ 17 cũng ở cân nặng 200 kg. Họ đã buông ngày giây thứ 17 cũng ở cân nặng 200 kg. Thua đội Sao Mai Long An 2 giây. Anh ơi, số lượng tụi em đã đủ rồi. Nhưng mà Khả Như đâm một cái bao thải trong đó, có nghĩa là bên đây nhiều hơn một bao bên đây. Ai? Em cần phúc khảo lại. Nhưng không có thải. Trời ơi, thôi chết rồi. Bây giờ cần phải kiểm tra số bao cát. Kiểm tra lại số lượng. Xin mời, đếm thử coi bao nhiêu bao. Ok, em cần chàng trai lực lượng bưng gạo ra giùm ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 bao. Oh. Mặc dù 21 bao nhưng chúng ta không thể nói là đội Sâm Hai Long An thua được, là bởi vì đây là trường hợp bất khả kháng, do cái người mà có cái nết hoa hậu vô liệm một cái bịch lãng nhách vô trong cho người ta. Trời đất ơi. Cho về liền, cho về liền. Vì có một sự cố bất khả kháng cho nên tôi đề nghị tái đấu. Đón xem Khách Là Chơi 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2022. Mì Cocomi 90 siêu năng lượng giá chỉ 4.000 đồng.